Như anh em đã biết, các sản phẩm đến từ dòng thương hiệu Uma đã rất là phổ biến nhờ lâu đời tại Việt Nam. Nhưng mà hôm nay đây không phải là hàng chính hãng nha anh em, đây là sản phẩm chép F1 của Trung Quốc. Thì hôm nay với những anh em không có tiền hoặc là không có điều kiện để chúng ta có thể sở hữu một cái đồng hồ Uma chính hãng thì giá trên 2 triệu đồng đó, thì chúng ta có thể sử dụng đồng hồ chép kiểu này dưới 1 triệu đồng cho một cái đồng hồ rim đó. Đây là tên trước mặt anh em là một cái đồng hồ rim lắp cho Uma. Thì anh em thử đón xem một cái đồng hồ như thế này dưới 1 triệu đồng như thế này chúng ta sẽ làm được gì với nó ha. Đầu tiên mình sẽ cho anh em xem về ngoại hình tổng thể của cái đồng hồ này. Thì đồng hồ này nó có các chức năng như sau, đó là báo dầu nhớt, báo dầu nhớt tới hạn nè, rồi báo xi nhan, rồi top gear là số 4 đó anh em, rồi báo pha, rồi xi nhan phải, rồi báo n là báo no. Thì như chiếc rim thì chỉ có 2 dây là dây n với dây top thôi, chứ không còn có dây nào nữa hết. Và cái đồng hồ này được cải báo tua thì dòng tua nó có thể hiển thị đến 15.000 dòng đó. Thì đây trước mặt anh em là cái đồng hồ, thì hôm nay sẽ hướng dẫn anh em về các chức năng của những sợi dây này. Và ở đây mình đã tháo sẵn ra 2 dây, tại vì ở đây mình không có chiếc xe nên không thể nào mà có thể mà trực tiếp mà cắm lên xe để cho anh em xem. Ở đây mình đã tháo cái 2 dây trên đây thì nó có một cái cụm chui thay thế cụm chui zin, anh em không phải cắt dây zin của xe khi anh em mà mua về đồng hồ này, anh em không phải cắt đó, anh em không phải cắt và anh em chỉ cần gắn như zin. Thì ở trên đây mình sẽ ngắt hai cái này ra để cái kiểu như mà anh em có thể dễ dàng mà nói sao ta, dễ dàng mà hiểu được cái tính năng của nó. Thì ở đây chúng ta có dây màu đỏ là dây nguồn trước ổ khóa, và dây màu đen ở dây màu xanh này đó là dây mát anh em đó, dây mát á, dây là lửa nè, dây là mát nè đó. Thì không phải là anh em cứ cắm lửa vào mát vào là anh em phải sử dụng ngay. Thì đây như đây mình sẽ cắm thử cho anh em cái đồng hồ này, là đây là bên đây là lửa này đó, mình sẽ để cái này rời ngoài luôn, lửa một mình nó nè đó, đây là dây lửa nè, đây là dây mát đó. Đồng hồ không hề hoạt động nha anh em đây, tại vì đây chỉ là lửa trước ổ khóa. Lửa trước ổ khóa giúp cho anh em lưu giờ và lưu màu sắc ở trong đồng hồ. Anh em muốn cho cái đồng hồ này nó có thể hoạt động được thì anh em sử dụng câu một sợi dây nữa là dây màu nâu, anh em câu vào đây. Đấy, anh em có thể thấy khi anh em cắm dây màu nâu thì đồng hồ có thể phát sáng và sử dụng được bình thường, có nghĩa là khi đó anh em đã bật điện sau ổ khóa là anh em bật chìa khóa rồi đó. Nhưng mà dây màu nâu sẽ nằm bên cụm bên đây, nó sẽ nằm ở bên một cụm chui riêng. Thì cái cụm chui này nè là nó gắn như zin khi anh em sử dụng xe rim ha. Thì khi mà cái cụm chui này sẽ gắn lên cái cụm chui của cái đồng hồ zin của anh em trên xe thì nó thay thế hoàn toàn dây, đường dây đã được lắp sẵn, anh em về chỉ cần cắm vào là có thể sử dụng ngay. Nhưng mình vẫn chia sẻ thêm cho anh em về chức năng của những sợi dây đó như thế nào. Cho trước mặt anh em là dây màu nâu, dây màu nâu là dùng để điện sau ổ khóa của rim là dây màu nâu. Đây, khi mà mình mua cái đồng hồ này nó sẽ cho một tờ giấy hướng dẫn sử dụng bằng tiếng Anh đó. Nhưng mà nó không có trực tiếp là nó màu dây là màu gì mà mình đã đọc sơ ra
và các hướng dẫn sử dụng tiếng Anh đây. Mình sẽ giải thích và chỉ cho anh em sử dụng sao. Đó, mình sẽ liếc mình nhìn cái đã. Đây. Dây báo số 4 là dây màu xanh dương sọc đỏ nha anh em. Dây số 4 là dây xanh dương sọc đỏ. Đây. Dây xanh dương sọc đỏ là số 4 nha. Đó. Dây xanh dương sọc đỏ là dây số 4. Rồi. Dây màu trắng là dây N nha anh em. Đó, dây màu trắng ở đây là dây N. Đó. Dây màu trắng là dây N. Dây màu xanh sọc đỏ là dây số 4. Còn dây màu xanh lá. Dây xanh lá là dây đó không có chức năng dư á nè. Rồi dây màu nâu. Dây màu nâu là dây lửa sao khóa. Đó. Dây màu cam là xi nhan trái anh em. Đó, dây xanh dương là xi nhan phải. Đó. Dây màu vàng ở đây. Dây màu vàng này là dây báo pha. Đó. Rồi dây màu xám sọc đỏ này là dây báo tua đó anh em, dây báo tua của đồng hồ. Thì mình sẽ tiến hành mình câu. Ở đây mình sẽ trích lấy một sợi dây điện ra, là có nghĩa là gì, lấy dây màu nâu á ra, mình sẽ nối vào dây màu đỏ này, tạo cho cảm giác gọi là anh em có thể gọi là bật chìa khóa đó anh em. Nếu mà ở đây không có cái ổ khóa thì mình phải cấu điện như vậy thôi mới có thể làm được cái chuyện mà cho đồng hồ nó bật lên. Đấy. Dạ. Yeah. Lật cái đồng hồ lên. Đấy anh em. Rồi. Lên điện nào. Đấy. Hay bị chập, nó bị chập điện, nó không có cứng hết rồi. Ok. Lên điện. Mình sẽ lên điện lại cho anh em nha. Đây, đồng hồ lên. Đấy. Rồi, mình sẽ hướng dẫn anh em sử dụng cái đồng hồ này. Các chức năng nó sẽ hiển thị như sau. Trước mặt anh em là, mình sẽ lột cái miếng này ra luôn. Đây, dễ nhìn hơn. Đó. Anh em thấy không? Vô dây điện nữa rồi. Đấy. Rồi, trước mặt anh em là đồng hồ sẽ hiển thị chức năng N là số 0 nằm ở đây. Số 0 nằm ở đây ha. Em đã mình xíu mình sẽ lấy nét cực tốt cho anh em dễ nhìn nhất. Rồi ok. N. Nó rồi dục chui nó. Rồi. N sẽ nằm ở đây. Đây. Chức năng N là báo xi nhan phải nằm ở đây, báo pha nằm ở đây và chức năng top gear nằm ở đây. Đó. Rồi xi nhan trái báo dầu. Thì mình sẽ hướng dẫn anh em cách sử dụng cái đồng hồ này. Mình không thích cái này lắm tại vì không có xe nó bị vụt hoài, không ăn điện gì hết trơn. Đó. Rồi anh em, cái đồng hồ này chức năng sử dụng như thế nào? Anh em bấm cái nút bên phải của mình để đó. Bây giờ là nút bên phải chưa chỉnh màu được nha anh em. Anh em muốn chỉnh màu được thì anh em đầu tiên anh em bấm set led. Mà giờ ở nằm ở đây cái mức đang là chữ là audio là mức đầu tiên. Khi anh em mà bấm đè cái nút bên phải này đó thì là chỉnh giờ, anh em thấy không? Anh em muốn chỉnh số 12 thành số 13 thì anh em bấm vào nút bên trái đấy, ra số 13, 14, 15 thì giờ là tùy chọn anh em là đang ở giờ nào, em chọn lúc đó. Anh em khi anh em chọn xong anh em muốn lưu bấm nút bên phải đấy là chuyển sang phút. Rồi sau đó anh em lại tiếp tục chọn đó số phút, anh em chọn phút xong được anh em bấm đây để anh em lưu đấy. Anh em muốn qua cái trang tiếp theo để anh em chỉnh là bấm vào nút set led. Khi qua set led thì nó chọn vào là tiếp, là cái nào quãng đường ngắn anh em đi được. Anh em đi một thời gian anh em muốn loại bỏ cái tiếp này để lưu gì không, anh em giữ đè nút bên phải 3 giây. Hiện đồng hồ mới nên mình không có cái này, nó không số gì hết trơn nên mình không có thể nào mà mình bấm để bỏ nó được. Đó, tiếp theo anh em bấm set led là nó quang chữ cái đây sẽ có cái hiển thị rất là nhỏ ở đây, nó có cái hình của cái đồng hồ là hiển thị dầu anh em, rất là nhỏ ở ngay chỗ này, có cái chấm ở đây thôi.
Thì khi anh em lưu cái này để anh em xem là đồng hồ anh em đã thay nhớt khi nào, chạy được bao nhiêu ngàn cây cho cái chuyện thay nhớt này rồi. Khi mà anh em thay nhớt mới, anh em bấm vô nút bên đây để cho chạy gì không. Thí dụ anh em chạy 2.000 cây thì khi nào ở đây nó tới 2.000 cây là anh em biết để anh em thay nhớt ha. Rồi anh em bấm nút Start tiếp. Khi nào nó chuyển thành chữ BL này là Black Light anh em, background á, cái nền á, đèn nền. Anh em muốn thay đổi đèn nền anh em chọn nút bên phải đó để anh em thay đổi đèn nền. Đấy, chức năng sử dụng đồng hồ này rất là đơn giản anh em đó. Rồi anh em khi anh em lưu xong rồi anh em bấm nút này để đi về audio đó. Anh em muốn đó, ở trên đồng hồ sẽ hiện thì là mai, mai trên giờ. Anh em muốn chuyển hồi thành km trên giờ, anh em bấm hai nút này đè đó. Đó, nó sẽ chuyển thành km trên giờ, anh em thấy không? Đấy. Rồi, cách sử dụng đồng hồ này rất là đơn giản. Nếu anh em thấy hay, nhớ bấm cho mình một like, subscribe đồng hồ kênh để chia sẻ những video mới nhất cho anh em xem. Đây là đồng hồ Uma dành cho Dream. Thì cách sử dụng rất đơn giản. Quên nữa, ở đây nó có một chức năng báo bình. Đó, báo bình xe anh em nằm đây. Có ba vạch của bình anh em đang còn tốt. Đó, còn nào mà dưới trung bình là yếu ha, một gạch hai gạch là bình yếu nha anh em. Còn đây báo xăng thì mình không có gắn cái xăng vô xe nên nó không có báo được. Đó, rồi, nếu anh em thấy hay nhớ bấm cho một like, một subscribe đồng hồ kênh. Đây sẽ những video gì đồ, review đồ cho anh em xem. Bye bye.